Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quan tâm và kích vào xem video này của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ẩn bạn bè trên Facebook nha. Nghĩa là sao ạ? Nghĩa là các bạn ẩn bạn bè đi khi người khác vào trang cá nhân của bạn thì họ sẽ không thể nào biết được bạn đã kết bạn với ai ạ. Thì trước khi chúng ta bắt đầu thì các bạn hãy ấn đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất của mình nha. Thì bây giờ làm như thế nào thì các bạn hãy thực hiện theo mình ạ. Thì đầu tiên nha, các bạn hãy vào Facebook cho mình nha. Các bạn vào Facebook ạ. Thì tiếp theo thì các bạn hãy ấn vào dấu ba gạch ở trên cao bên tay phải màn hình đấy ạ. Các bạn kích vào dấu ba gạch đấy nha. Tiếp theo đó các bạn kéo lên, các bạn đến phần cài đặt và quyền riêng tư cho mình, các bạn ấn vào đó. Rồi, tiếp theo đó các bạn ấn vào nút cài đặt cho mình. Nút cài đặt nha. Rồi, các bạn kéo lên. Các bạn kéo lên trên ạ. Thì các bạn nhìn kéo lên trên và các bạn nhìn phần đây ạ. Đây. Phần có cái hình chữ khóa đấy ạ, phần cài đặt quyền riêng tư đó ạ. Thì các bạn kích vào đó cho mình. Rồi, ở đây nó sẽ có rất nhiều các thư mục khác nhau để chúng ta có thể cài đặt được quyền riêng tư trong trang cá nhân Facebook của các bạn. Thì mình sẽ giới thiệu cái phần mà các bạn có thể ẩn danh sách bạn bè để cho người ngoài người ta không thể xem được danh sách bạn bè của bạn khi vào trang cá nhân của bạn ạ. Đây, các bạn tìm đến cái dòng chữ có chữ là ai có thể xem danh sách bạn bè của bạn này ạ. Thì các bạn kích vào đó nhá. Đây, ai có thể xem danh sách bạn bè đấy ạ. Kích vào đó. Tiếp theo, ở đây nó sẽ có những cái mục khác nhau. Thì thứ nhất là mục công khai thì tất cả mọi người đều có thể xem danh sách bạn bè của bạn. Cái mục thứ hai đó là các bạn thì chỉ những người khi các bạn kết bạn rồi là bạn bè của bạn trên Facebook thì người ta có thể xem danh sách. Còn cái thứ ba thì bạn có thể ngoại trừ bất kỳ ai ạ. Khi các bạn muốn ngoại trừ thì các bạn kích vào cái phần ý và các bạn vào đây các bạn tích. Đây, quý vị, mình muốn ngoại trừ những cái người như thế này thì mình sẽ cần tích vào đây. Xong mình thoát ra ngoài là nó sẽ ngoại trừ đấy ạ. Còn cái thứ tư thì các bạn ấn vào xem thêm. Cái mục xem thêm đấy ạ. Đây. Nó có cả một cái mục là bạn bè cụ thể, nghĩa là bạn có muốn cho ai xem danh sách bạn bè của bạn, còn những người kia không thì các bạn có thể tích vào đây. Thì cái bước cuối cùng thì các bạn nhìn xuống là chỉ mình tôi, nghĩa là tất cả bạn bè của bạn thì người ngoài vào trang cá nhân của bạn đều không xem được. Thì mình đang để ở chế độ tùy các bạn nhé. Các bạn thích để ở chế độ nào thì các bạn để nha. Mình cứ để cho chế độ công khai đi. Còn bạn nào mà không muốn người ngoài xem thì các bạn có thể kích vào chỉ mình tôi. Rồi, sau khi các bạn kích như thế là nó sẽ tự lưu vào thì các bạn thoát ra. Đây ạ, các bạn thoát ra ngoài. Các bạn thoát ra ngoài là nó sẽ đã lưu sẵn cho các bạn rồi ạ. Ngoài cái việc mà các bạn có thể ẩn danh sách bạn bè của các bạn đi thì các bạn có thể ẩn cả địa chỉ Gmail nhé. Thì các bạn kích vào cái phần địa chỉ Gmail đây. Thì các bạn muốn cho ai xem địa chỉ Gmail của bạn tìm kiếm bạn nhé. Nghĩa là khi người ta tìm kiếm nick Facebook của bạn, người ta có thể đánh Gmail là người ta có thể tìm kiếm được. Thì các bạn tùy các bạn giới hạn, các bạn giới hạn mọi người hay là mọi người đánh Gmail của các bạn đều xem được, hay là các bạn bạn bè hay là chỉ mình tôi, đấy là tùy của các bạn nhá. Thì các bạn thích để thế nào thì để ạ, tùy mọi người. Đấy, nếu mình để xong rồi thì mình có thể quay lại thì nó đã tự động lưu. Đây, nó có cả mục ai tìm được các bạn bằng số điện thoại. Thì đó, nó cũng như phần Gmail luôn. Đây ạ. Các bạn đánh số điện thoại ra là có thể tìm được nick Facebook người khác. Nếu mà các bạn để ở chế độ mọi người hoặc là các bạn ẩn một mình các bạn thì mọi người tìm số điện thoại thì cũng không ra. Đấy ạ, nó có những cái danh mục như thế. Đây, nó mục cuối cùng là bạn có muốn công cụ tìm kiếm bên ngoài Facebook liên kết với trang cá nhân của mình không? Thì đấy, tùy các bạn để có được mà không cũng được. Tùy các bạn nhé. Vâng, vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách ẩn bạn bè trên Facebook ạ. Thì các bạn nào mà làm có khúc mắc gì các bạn có thể để xuống dưới bình luận nha. Mình sẽ trả lời các bạn ạ. Thì bây giờ các bạn hãy ấn vào đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ mình nha. Thì bây giờ mình xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha.